Và đây là món khoai tây khoai lang lắc phô mai. Đối với hành tây chiên á, thì mình sẽ chấm chung với tương xí muội hoặc là tương cà. Nếu thích món này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm nha. Đối với khoai tây của mình sẽ rất là giòn các bạn. Và cách làm rất là đơn giản luôn. Nếu như các bạn làm được thì mình không cần phải đi ăn ở các tiệm như là KFC hoặc là Lotteria. Mình vẫn có thể là mình tự ở nhà mình làm được rất là giòn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món khoai tây khoai lang hành tây lắc phô mai. Ở đây thì mình sử dụng là khoảng 400g khoai tây đã gọt vỏ rồi. Khoảng nửa ký khoai lang đã gọt vỏ. Khoai lang thì ở đây nhà mình có khoai lang trắng nên mình sử dụng. Nếu như các bạn tìm được khoai lang vàng thì nó sẽ ngọt ngon hơn. Một củ hành tây. Một bịch bột chiên giòn này khoảng 150g. Các bạn sử dụng hiệu nào cũng được hết nha. Và không thể thiếu đó chính là bột phô mai. Bột phô mai này mình mua trong siêu thị Co.opmart đó các bạn. Siêu thị Co.opmart có bán. Hoặc là các bạn có thể là tìm mua ở những chỗ mà chuyên bán nguyên liệu làm bánh. Hoặc là mình mua online trên Lazada. Nguyên liệu này thì nếu như các bạn ở gần siêu thị Co.opmart đó, thì các bạn có thể là mua nha, nó an toàn hơn, nó có nhãn hiệu. Các bạn chuẩn bị cho mình là một thau nước lạnh bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ xắt khoai tây, mình cho vào mình ngâm. Độ dày của khoai tây thì khoảng 1cm nha các bạn. Mình xắt cộng cộng nó như thế này. Mình ngâm vào nước như vậy nó sẽ giúp cho cái khoai tây của mình nó sẽ chiên nó giòn ngon hơn. Khoai tây thì các bạn ngâm khoảng 10-15 phút là mình vớt ra. Mình vớt ra mình để cho nó ráo nha. Khoai lang thì mình sẽ xắt miếng miếng cũng giống như khoai tây vậy đó. Đối với món này thì khoai lang và hành tây mình sẽ nhúng bột. Còn khoai tây thì mình sẽ không có nhúng bột nha. Hành tây thì mình sẽ xắt thành khoanh, độ dày cũng khoảng 1cm luôn. Xong rồi mình gỡ nó ra. Mình gỡ nó ra thành cọng như thế này nè. Tiếp theo thì mình sẽ đi pha bột. Bịch bột này 150g thì theo hướng dẫn của bịch bột này á thì là sử dụng là 150g nước, tỷ lệ là 1:1. Nếu như mà lượng bột có thiếu á thì các bạn pha thêm nha. Mình mua tới 2 bịch bột vậy là mình nghĩ là chắc nó bị thiếu á. Làm này nó dễ lắm các bạn. Các bạn ăn nhiều ít gì tùy các bạn. Mình điều chỉnh cái phần khoai. Mình sẽ cho 150g nước vào đây. Và mình trộn đều nó lên thôi. Nếu như các bạn thích hành lá, các bạn có thể xắt nhuyễn mình cho vào đây một ít. Khi chiên nó thơm lắm. Hoặc là mè. Tùy các bạn nha. Bột sau khi trộn xong rồi, bây giờ mình sẽ để cho nó nghỉ khoảng 5 phút. Khoai tây thì mình đã ngâm rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra và để cho nó ráo. Hồi nãy mình quên nó phần khoai tây á, các bạn nhớ rửa lại thêm 2-3 lần nước rồi hãy để ráo nè. Mình sẽ chuẩn bị một chảo dầu. Thì các bạn nhớ để cho chảo dầu mình nóng nha. Khi mà mình cho cây đũa vào á thì nó sẽ lên bọt, cái này chưa nóng hun nè.
phần khoai tây á, nếu như các bạn muốn cho nó ráo hung á thì các bạn có thể là mình lấy khăn giấy á, mình thấm nó cho nó mau khô. Các bạn nhớ là mình sẽ chiên với lửa vừa, mình giữ nguyên cái nhiệt độ đó luôn. Bây giờ mình chỉ cần đợi cho dầu nóng lên thôi rồi mình cho khoai tây vào. Dầu đã bắt đầu nóng rồi nè các bạn, mình cho cái đũa vào, mình thấy nó lên bọt như thế này là nó đã nóng rồi. Thì mình sẽ cho phần khoai tây vào. Mình sẽ bắt đầu tính thời gian mình chiên nha. Nếu như các bạn mà chiên ít dầu thì các bạn nên chia phân làm hai mẻ mình chiên. Này của mình dầu nhiều nên mình cho hết khoai tây vào luôn. Khoai tây thì mình đã chiên được 7 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra nè, mình chỉ chiên cho nó sơ thôi. Các bạn nhớ khoảng 2 phút thì các bạn nhớ đảo đều nó, chứ mình đừng có để nguyên như vậy nha. Mình vớt ra nhẹ nhẹ thôi để nó gãy. Mình vớt ra rồi mình để cho nó thật là nguội, rồi mình mới cho vào chiên tiếp lần 2. Phần khoai lang và hành tây thì nó chiên nó dễ hơn cái phần khoai lang rồi các bạn. Ủa mình xin lỗi, nó dễ hơn cái phần khoai tây. Mình chỉ cần nhúng bột rồi mình chiên thôi. Mình sẽ chiên phần khoai lang trước rồi mình mới chiên phần khoai tây sau. Mình có thể mình để hơn lớn hơn đôi vừa một chút. Phần khoai lang của mình nó vàng rồi nè. Đó, mình vớt ra rất là giòn các bạn. Rồi tiếp tục khoai lang mình cũng chiên như vậy nha. Chiên xong khoai lang rồi mình sẽ chiên tới hành tây. Đối với phần khoai tây thì mình sẽ chiên cuối cùng thôi. Rất là giòn. Các bạn cho vào miếng giấy cho nó thấm dầu. Phần khoai lang mình đã chiên xong nè, vàng giòn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ chiên phần hành tây. Mình chỉ cần mình cho vào mình nhúng đều thôi. Hành tây khi nó sống thì nó rất là hăng, nhưng mà khi mà mình làm chín xong á các bạn, nó rất là ngọt. Miếng nào vàng mình sẽ vớt ra. Rất là giòn các bạn. Sau khi mình đã chiên khoai lang và hành tây, bây giờ mình sẽ chiên phần khoai tây này. Và mình sẽ chiên từ từ đến khi nó vàng giòn là được nha. Lúc này các bạn khoan hả đảo đều nhiều quá nó sẽ bị gãy á. Mình để một hồi mình hả đảo. Khoai tây thì mình đã chiên nó vàng giòn rồi nè các bạn. Và khi mà nó gần vàng giòn á thì các bạn thấy những cái bong bóng ở trên dầu nó sẽ sôi nhẹ nhẹ. Còn khi mà nãy mình mới cho vào thì những bong bóng rất là nhiều. Và nó gần vàng thì nó sẽ sôi nhẹ như thế này. Và bây giờ mình sẽ vớt nó ra nha. Thì các bạn chiên lớn hơn lửa vừa một chút thôi, đừng có chiên lửa lớn quá. Bây giờ mình sẽ cho phô mai vào để mình lắc. Bịch bột phô mai này của mình là 100g á các bạn, nhưng mà mình sử dụng không có hết đâu. Khoai tây của mình màu vàng rất là đẹp các bạn, giòn lắm. Rất là giòn. Mình sẽ cho một ít bột phô mai vào. Bỏ ít ít thôi các bạn, nhiều quá đôi khi nó cũng không ngon. Rồi mình sẽ rắc lên như thế này. Rất là thơm các bạn. Phần hành tây ấy thì mình không có lắc nha. Mình chủ yếu mình chấm tương ớt hoặc tương cà ăn chung. Còn khoai lang và khoai tây thì mình lắc mới được nha. Mình cho một ít bột vào mình lắc. Mình trộn cho nó dễ nè, lắc sợ nó bay ra ngoài.
nó rất là thơm các bạn. Đối với cái phần mà khoai tây á, nếu như mà cô chú anh chị và các bạn ở nước ngoài á, mà mình không kiếm được cái bột phô mai á, thì mình có thể là mình cho một ít muối, một ít bột ớt vào mình lắc lên. À, khoai tây nó giống như là ở trong gà KFC người ta thường bán. Còn ở nhà mình ăn thì nếu như mình tìm được bột phô mai thì mình lắc lên nó sẽ rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử phần khoai tây nha. Rất là giòn các bạn, màu sắc rất là đẹp. Rất là ngon. Mình sẽ ăn thử miếng khoai lang. Ngon lắm các bạn. Các bạn chỉ cần bỏ ra một ít thời gian là mình có thể mình làm cho gia đình mình ăn rồi. Mình xin chúc cô chú anh chị và các bạn sẽ làm thành công nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video, các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.